Rồi, xin chào các bạn. Trên các nhóm hoa hoặc là các diễn đàn hoặc là trên thị trường hoa thì đợt này đang xu hướng là đang hot màu gọi là màu hồng cà phê hay gọi là màu cà phê, màu trà sữa. Thì trong bộ 20 màu thì nó có rất nhiều màu đẹp. Nhưng mà hôm nay thì mình xin thử nghiệm và giới thiệu mấy cái màu nó các bạn được lựa chọn nhiều để các bạn cho các bạn xem. Ví dụ như là màu bạc, màu cà phê, rồi là màu cam. Đây là cho các bạn xem được là nó sẽ là những cái màu nào. Đấy, ví dụ cái màu là màu nâu cà phê này. Màu cà phê này, màu số 20 này. Màu là 19 thì màu đen luôn các bạn nhé. Số 17. Cái màu này thì cái hoạt chất này thì hãng họ đã pha sẵn cho bạn rồi, thì các bạn không cần pha thêm nước nữa mà vẫn có thể dùng trực tiếp luôn. Còn trong trường hợp mà bạn ngâm một số lượng hoa nó lớn hoặc là bạn muốn tiết kiệm hoặc là nồng độ nó muốn loãng hơn thì các bạn pha tỷ lệ được, có thể là pha tỷ lệ từ 1 đến 5 lần đấy, hoặc là có thể nhiều hơn nữa tùy bạn. Bây giờ mình sẽ bóc cho bạn xem. Đấy. Trong này thì có một cái nút an toàn ở đây. Đấy, an toàn đây. Đây là cái vòi này, vòi chất thì bạn có thể là nếu bạn thì có thể là dùng bạn đục thủng này ra. Các bạn làm thì bạn nên đeo găng tay lại nhé. Thứ nhất một cho nó chuyên nghiệp, thứ hai là cho nó cũng an toàn. Đây, mình sẽ cái nhuộm cái bông màu này và bông hồng trắng để xem ngày mai nó sẽ ra màu gì nhé. Sẽ nhuộm cho các bạn màu này.
còn với bông hồng này thì mình sẽ nhuộm lệch màu, sẽ nhuộm lệch màu xem như thế nào. Ví dụ đây là một màu xanh, mình sẽ cho màu xanh và màu cho nhiều màu đi, xanh vàng này. Cho vào 4 cái ống nghiệm. Cái bông hồng này thì hôm nay là cũng bị cắm pha nước rồi, nhưng mà không biết là cái độ lên nước mà sẽ như nào, nên mình sẽ phôi thử luôn. Và còn màu nữa, có lẽ mình cho cái màu
đây nhá, cùng chờ đón ngày mai nhá. Đây là một cái cây đó. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.